Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần Redmi Note 9 Pro cơ. Đây chính là chiếc điện thoại rất hot và hứa hẹn sẽ trở thành một chiếc điện thoại quốc dân. Và trong video này mình sẽ chia sẻ với bạn bài trên tay và đánh giá nhân sản phẩm này để xem chúng ta sẽ có những điểm nhấn gì nhá. Phải nói là dòng Redmi Note thực sự là một cái dòng điện thoại đã làm nên thành công vô cùng vang dội cho nhà Xiaomi. Từ những năm trước đây ấy, thì Redmi Note 3, Redmi Note 4, Redmi Note 4X nó đã thể hiện một cách cực kỳ xuất sắc khi trở thành những lựa chọn rất tốt. Thậm chí là thời điểm đấy nhé, 3 triệu mua điện thoại gì, cố lên một chút, mua chiếc Redmi Note 4X. 5 triệu mua điện thoại gì, mua Redmi Note 4X, rồi dư ra mua làm cái khác. 10 triệu mua điện thoại gì, mua 3 chiếc Redmi Note 4X. Đấy. Và tuy nhiên ấy, thì thời gian dần dần đằng sau này ấy, thì người ta cũng không còn nhấn mạnh quá nhiều gì về mỗi chiếc điện thoại quốc dân đến từ Xiaomi. Và mới đây nhất thì để làm hâm nóng lại thị trường thì Xiaomi đã chính thức ra mắt chiếc Redmi Note 9 Pro này. Và mình thấy rằng là nó xứng đáng trở thành một chiếc điện thoại quốc dân như là huyền thoại Redmi Note 4X nó đã làm. Điểm nhấn đầu tiên chúng ta cần phải để ý đó chính là chiếc điện thoại đục lỗ màn hình gần như là rẻ nhất ở hiện tại. Chúng ta sẽ có một màn hình kích thước là 6,67 inch, độ phân giải sẽ là Full HD cộng, tỷ lệ sẽ là 20:9. Viền màn hình của nó rất là mỏng, các bạn nhìn thấy đây này. Đấy, viền dưới thì nó sẽ hơi dày hơn một chút thôi. Và đây chính là giới hạn công nghệ và chúng ta sẽ sử dụng cái tấm nền là IPS LCD chứ không phải là màn hình là AMOLED các bạn nhé. Và có được cái sự mỏng như này là cũng là một cả một cái sự cải tiến rồi đấy các bạn ạ. Và chúng ta sẽ có cái màn hình đục lỗ ở đây. Tuy nhiên nếu như các bạn để ý một chút ấy thì xung quanh cái lỗ camera này nó sẽ hơi ám đen một tí. Và đây chính là nhược điểm của cái màn hình IPS khi mà nền đen của nó không thực sự là sâu. Khi mà chúng ta chuyển sang cả cái giao diện nền tối như thế thì nó cũng hơi nhờ một chút ấy. Thì nếu như mà sử dụng cái màn hình AMOLED thì chiếc điện thoại này sẽ xuất sắc hơn rất nhiều. Tuy nhiên thì điểm cộng của cái màn hình IPS này đó chính là góc nhìn của nó rất là rộng nha các bạn nhé. Và màu sắc hiển thị của nó không quá là rực rỡ. Nó sẽ phù hợp với các bạn mà thích kiểu màn hình nó chân thực, hiển thị nó tốt. Tiếp theo là điểm nhấn về phần cụm camera. Khi mà chúng ta sẽ được trang bị cụm 4 camera đằng sau. Độ phân giải ống kính chính, độ phân giải sẽ là 48 megapixel, khẩu độ là f/1.8. Chúng ta sẽ có ống kính ultra wide, độ phân giải sẽ là 8 megapixel và hai ống kính độ phân giải 20 megapixel, bao gồm một ống kính super macro và một ống kính đo độ sâu trường ảnh. Và thế là chúng ta sẽ có đầy đủ tất cả các góc mà người dùng chúng ta thường xuyên sử dụng nhất. Các bạn cần chụp ở cái khoảng cách dưới 4 cm thì bật ngay sang chế độ super macro. Các bạn cần ống kính thường thì các bạn sẽ có đó chính là chế độ thường hoặc là chế độ 48 megapixel. Lời khuyên của mình đó chính là các bạn nên chuyển sang cái 12 megapixel ảnh thường thôi. Tại vì lúc đấy thì cái ảnh của chúng ta nó có tốc độ chụp nhanh hơn và lưu vào nhanh hơn, nên là chúng ta sẽ không bị rung. Nếu như các bạn lựa chọn cái 48 megapixel này thì các bạn nên để vào tripod và cái cảnh của chúng ta nó sẽ không được chuyển động nhiều. Chuyển động thì nó sẽ bị mờ nhòe. Tiếp theo là về phần camera selfie, chúng ta sẽ có ống kính độ phân giải sẽ là 16 megapixel và có sẵn bộ lọc làm đẹp, nên là mình có thể tự tin sử dụng cái camera gốc này để có thể là chụp những cái bức ảnh đăng lên mạng xã hội. Đấy, rất đẹp luôn các bạn ạ. Tiếp theo về phần hiệu năng thì đây chính là chiếc điện thoại gần như là rẻ nhất được trang bị con chip là Snapdragon 720G. Đi kèm theo đó chúng ta sẽ có bộ nhớ RAM tùy chọn là 4 hoặc là 6GB và tương ứng với bộ nhớ trong là 64 và 128GB. Và với cấu hình thấp nhất thôi thì mình cũng thấy rằng là chiếc điện thoại này hoàn toàn đủ dùng với nhu cầu hàng ngày của chúng ta. Thậm chí là các bạn có nhu cầu chiến game thì chiếc điện thoại này vẫn chiến rất tốt các bạn nhé. Tiếp theo đó chính là về phần thời lượng pin. Chiếc điện thoại này của chúng ta sẽ được trang bị viên pin đó chính là 5020 mAh, một dung lượng pin nó khá là lớn, đặc biệt là trong cái phương giá như này. Thì khi kết hợp với con chip là Snapdragon 720G thì nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm về phần gaming nó rất là tốt đấy các bạn nhé. Mình sẽ gửi đến các bạn bài test về cái thời lượng pin kết hợp với cái khả năng chơi game chính điện này trong video sắp tới. Tiếp theo nữa đó chính là điểm nhấn về phần thiết kế. Thì bên cạnh cái màn hình dạng đục lỗ thì phía mặt lưng thì các bạn có thể thấy rằng là chiếc Redmi Note 9 Pro chúng ta sẽ được trang bị cái cụm camera hình vuông. Đấy, với hai camera ở trên và hai camera ở dưới.
chúng ta sẽ có cái đèn flash, rồi thì chúng ta sẽ có dòng chữ 48 megapixel ở dưới này và dòng chữ logo Redmi ở phía dưới. Và tất cả ấy thì nó sẽ được hoàn thiện, nó nhìn rất là tinh tế và sạch sẽ. Ở phía phần cạnh phải chúng ta sẽ có phím nguồn và kiêm luôn cái cảm biến vân tay. Nó là và cảm biến vân tay một chạm, nên là chạm vào phát là mở luôn. Tuy nhiên thì điểm trừ của nó đó chính là cái phần phím tăng giảm âm lượng nó đặt ở vị trí hơi cao, nhưng bù lại ấy, thì hành trình phím của nó rất là sâu và độ đẩy của nó tốt, nên là cảm giác bấm rất ok. Phần cạnh trên ấy thì chúng ta vẫn giữ nguyên được cái cổng hồng ngoại, giúp chúng ta có thể điều khiển được cái công tơ, củ đề, củ phát, máy giặt, máy điều hòa, vân vân và mây mây. Chúng ta sẽ có mic thu âm phụ, và bên cạnh trái thì chúng ta sẽ có khay SIM và thẻ nhớ. Và sản phẩm này của chúng ta sẽ hỗ trợ đồng thời là 2 SIM và 1 thẻ nhớ luôn, nên là chúng ta sẽ không phải đánh đổi nha các bạn nhé. Phía phần cạnh đáy thì chúng ta sẽ có rắc cắm tai nghe 3.50mm này, chúng ta sẽ có cổng sạc Type-C này, chúng ta sẽ có loa ngoài, và tất cả thì được đặt trên đường hàng ngang. Nói chung là ngôn ngữ thiết kế như này mình cảm thấy rất yêu thích, đặc biệt là với phiên bản màu xanh này thì nó quá ư là tuyệt vời luôn. Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ một chút về phần bộ nhớ trong của sở này. Chúng ta sẽ có chuẩn UFS là 2.1, và mình cũng đã chấm thử bằng cái Android Band ấy, thì kết quả đem ra thì nó cũng ở cái mức là trung bình. Chúng ta sẽ có tốc độ đọc nó sẽ rơi vào khoảng là 400m, và tốc độ ghi thì nó sẽ rơi vào khoảng là 200m. Nói chung là tốc độ này thì mình cũng không đánh giá quá là cao và cũng không thực sự là quá ấn tượng. Nhưng mà xét ở trong tầm giá thì đây lại là một cái chuẩn khá là cao rồi đấy. Tập trung lại thì mình đã chia sẻ với bạn về chiếc Redmi Note 9 Pro, một chiếc điện thoại với rất nhiều cái sự nâng cấp, đặc biệt là về phần cấu hình, về phần thiết kế, về phần màn hình và thần pin vẫn rất ổn. Và đây hứa hẹn sẽ trở thành một chiếc điện thoại quốc dân trong thời gian tới. Vậy thì các bạn đánh giá sao về chiếc điện thoại này thì hãy cùng nhau chia sẻ ý kiến của mình ở phía phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Và nếu như quan tâm Apple Watch thì có thể đặt hàng qua link ở phía phần mô tả nhé. Ủng hộ mình.